Xin chào cô, các bác, các anh chị. Hôm nay giới thiệu mọi người, đây là hộp nước hồng sâm có củ. Đó, đây là chai này, chai có củ. Đấy, bên trong như thế. Đó, bên trong cũng như vậy. Một hộp này gồm có 10 chai, mỗi chai 120ml. Nước hồng sâm có củ là một loại đồ uống cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe. Đó. Nước hồng sâm này có thành phần là gồm củ sâm tươi Hàn Quốc, loại nhỏ một củ, chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc. Hàm lượng saponin trong hồng sâm cao hơn 70mg trên 1g, chiếm 0,15%, mật ong Hàn Quốc chiếm 0,2% và đường fructo lỏng axit citric, axit DL malic, axit polyamid với hàm lượng calo cao, gồm mật ong, đường hoa quả, axit amin kết hợp với hồng sâm giúp bổ cơ thể, cung cấp nguồn vitamin khoáng chất dồi dào, rất thích hợp cho người chơi thể thao hay tập thể dục thể hình hàng ngày, hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ sự trao đổi chất, nâng cao khả năng làm việc trí óc và chân tay, tăng khả năng phản xạ, cải thiện chức năng gan thận, chống lão hóa, làm da trở nên tươi sáng và rất nhiều công dụng khác nữa. Các cô bác anh chị có nhu cầu inbox trực tiếp Facebook hoặc đến địa chỉ trực tiếp của bên em 264 Nguyễn Gia Thiều, showroom nhân sâm lớn nhất Bắc Linh. Đó, chuyên về nhân sâm Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo, lấm ninh chi. Cảm ơn cô bác rất nhiều. Các cô bác có nhu cầu gọi cho số online 0961 936 536 để em tư vấn cho cô bác anh chị. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào. Hẹn gặp lại.